Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thoại Sơn đã tổ chức lễ tôn vinh những người hiến máu nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu 14 tháng 6. Trong hai năm 2016-2017, Ban chỉ đạo vận động hiến máu huyện Thoại Sơn đã vận động và tiếp nhận được 2.391 đơn vị máu với sự tình nguyện của cán bộ và đông đảo người dân trên địa bàn huyện. Có 50 gương tập thể cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu đại diện cho người hiến máu tình nguyện của huyện được tôn vinh, gồm 45 cá nhân, 2 gia đình và tập thể có số lần hiến máu từ 10 lần trở lên. Đây thật sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa nhân ái. Mỗi người hiến máu tiêu biểu được tôn vinh lần này là một câu chuyện cảm động về tình người, về sự cho đi mà không hề nghĩ đến việc được nhận lại. Trong số những người được tôn vinh lần này, anh Tô Hồ Ngọc sinh năm 1981, ngụ xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, đang công tác tại trường trung học cơ sở Vĩnh Chánh, đã có 10 lần hiến máu tình nguyện. Đến với cái lễ tôn vinh những người hiến máu của huyện Thoại Sơn hôm nay thì bản thân mình cảm thấy rất là vui vì mình đã làm được một việc rất là ích cho xã hội, đó là mình hiến máu để cứu người. Qua những cái đợt hiến máu tình nguyện như thế đó thì bản thân mình đã được hiến máu 10 lần như thế đó, thì mình vẫn thấy nó sức khỏe nó vẫn tốt, vẫn bình thường như vậy. Thì qua đây thì mình muốn tuyên truyền đến tất cả mọi người là khi mà có cái đợt phát động của địa phương cũng như là đợt phát động của cơ quan đó thì mọi người hãy tiên phong, hãy đi đầu, bởi vì cái nguồn máu theo như mình biết hiện nay là nó rất là khan hiếm. Bởi vậy mình nghĩ cái việc làm của mình đó là một việc làm nhân đạo, một giọt máu cho đi một cuộc đời sẽ làm, đây là một việc làm rất là tốt. Còn anh Nguyễn Quang Xuyên hiện đang công tác tại trung tâm y tế huyện Thoại Sơn, anh cũng đã hơn 10 lần hiến máu tình nguyện. Anh cho biết sức khỏe anh rất tốt sau những lần hiến máu và trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục sẻ chia những giọt máu của mình để trao yêu thương, trao sự sống cho những bệnh nhân đang cần máu, cần sự sống. Thì như chúng ta biết, ngoài việc hiến máu mà để cứu sống cái tính mạng con người thì chúng ta biết là hiến máu thì còn mang lại cái sức khỏe cho cái người hiến máu. Là khi tham gia hiến máu thì cái máu chúng ta sẽ được đổi mới hàng ngày và cái sẽ phục hồi lại và hầu như là bình thường và nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể để chống lại bệnh tật. Mỗi người mỗi công việc và hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một tấm lòng hướng tới mục tiêu nhân đạo là hiến máu cứu người và truyền tải thông điệp hiến giọt máu đạo trao đời sự sống. Nghĩa cử cao đẹp của những người hiến máu tình nguyện đã giúp cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, xã hội ngày càng tốt đẹp hơn khi mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Chính những người có trái tim thiện nguyện này đã truyền đi một thông điệp nhân văn, sống trong đời sống cần có một tấm lòng.